khi mùa đến trăng thanh quán đêm đường vắng cay chỉ còn em với anh. Khi mùa đến trăng thanh quán đêm đường vắng cay chỉ còn em với hello nha, xin chào tất cả các bác. Và ngày hôm nay bên Công Pro Audio có về được một lô đang chất liệu đến từ Nhật Bản các bác nhá. Đây là hàng loại 1 xịn Quảng Châu Trung Quốc, và bên Công Pro Audio chào bán cho các bác với mức giá là 4.500.000 đồng các bác nhá. Củ bát rất là cao cấp. Các bác nhìn thấy củ bát có thể nói lên tất cả là gỗ ván ép các bác nhá. Gỗ này sẽ đắt hơn so với các loại loa bình thường như đây rất là nhiều. Và lỗ thông hơi của nó sẽ được làm được bay từ đây ra, thì tiếng bát nó sẽ trực tiếp đến tai chúng ta, nghe rất là hay. Các bác đeo tai nghe vào để thưởng thức cái đó các bác nhé. Bốn triệu 500.000 đồng các bác đã sở hữu ngay một đôi loa đang tai chi Nhật Bản, để trong nhà thì cực kỳ sang các bác nhé, rất là đẹp các bác. Đôi loa này em đánh giá là đẹp nhất trong tất cả đôi loa em đã ở trong đây. Cái đôi loa kia thì em đánh giá là cũng đẹp, nhưng mà hàng này rất là đẹp các bạn, nhìn mẫu mã của nó rất là tốt, rất là hay các bạn ơi. Bát rất là gấu các bạn nhá, đúng không, bàn tay luôn. Từ 190 con 76 đánh đám cưới sự kiện thoải mái luôn các bạn nhá. Người yêu hoa tiên mới sao không chưa bóng đời, vội vàng chi lắm em ơi. Chiều đời không lắng như lời thơ ngày đó, chiều đời ôi lắm nỗi. Rất là hay các bạn ạ, rất là tuyệt vời đôi loa đam này. Và mọi chi tiết là các bác có thể liên hệ ngay cho em qua số hotline 0708761888 nhé. Và địa chỉ của em ở thành phố Nghiên. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những clip lần sau.